Thì nữa nó gắn bó với cuộc sống, đặc biệt là dân tộc Thái ở Bình Thuận nói chung và ở Bản Đinh nói riêng. Họ có một câu là châm ngôn là nhân Thái thì không thể thiếu nữa. Bản Đinh của ta đây là có từ thập kỷ 60 và định cư về đây đấy từ năm 62. Trước đây thì ở trong khe thì chủ yếu là sống bằng nghề nương rẫy. Khi mới là mới định cư đến đây đấy thì tre là ngút ngàn, và tre thì thường thường là bụi to mà cây dài cao ngút. Hầu như là trong cuộc sống hàng ngày cũng thể thiếu, và nó dùng vào bao nhiêu là cái việc rào tre, rồi là làm còn nước, rồi là đan thúng đan mẹt, và kể cả là cái mái nhà lợp cũng dùng bằng tre, làm bằng tre bằng nước. Ngày thâu cho mình mệt chộp nhưng chế tớp quá đi. Tre này cũng được khoảng hơn 10 năm rồi, nhưng mà cái tuổi thọ của nó rất chi lâu đời, 40-50 năm nó mới tan ạ. Mình vừa chặt vừa bảo quản nó. Cái to như cái kia nếu mà có người thu mua là ta chặt mới bán. Nếu mình chặt cao mai sau cái kiểu cái gốc của nó là lên cao quá thì nó mau tàn, mình chặt thấp thì kiểu cái lá nó rụng xuống là có chất ẩm ạ, mai sau nó đến mùa của nó mọc măng đuổi đó. Đấy, ta xuống đây. Từng đoạn một xuống. Vì đường chân. Mình có được ngăn đập như kia là để nước chảy vào đây đó. Kiểu quạt này lên này, quạt này xuống này, ống này múc để ống kia đổ này. Như xây thế này là cả ngày cả đêm là cả tháng cả năm như vậy này. Từ cái xuất phát từ là cuộc sống cả đấy mà. Cái khó lo ra cái khôn. Từ đó mới là nghĩ ra cái cách để làm cái con đường này. Bà con là cứ mỗi nhà từ 1 đến 2 cái con nước ấy, tập trung làm lắp đặt thành từng dãy trông xa là đẹp lắm. Thank you.
trước đây thì làm gì có mà là gọi là thư tình, hoặc là chẳng hạn như là có điện thoại để là tâm sự hoặc là lên phay để tán tỉnh nhau, không có đâu. Mà chỉ là trong lao động thôi. Con gái thì biết thiêu thô, còn là con trai thì biết là đan lát, là sức là lấy tre nữa, rồi là làm thành những cái vật dùng, những cái vật kỷ niệm để tặng người yêu. Và từ đó nhiều cặp vợ chồng cũng nên vợ nên chồng từ những cái chuyện rất đơn giản bình thường trong cuộc sống của chúng ta. Thường thường ngày lễ rồi là các cái ngày lễ đấy là thường thường hay nhảy sạp, rồi là hay chơi vui kiểu kiểu cái dân tộc mình ấy, múa hát này, nhảy sạp này, rồi là trống đánh chiêng đó. Từ ngày xưa ông cha mình đã làm cái tre này rồi, là ông cứ thế là mình theo cái thời ông ngày xưa để lại cho mình, là mình cứ theo lần lớn này ra đứa khác, thế kiểu cứ theo mái để làm thôi. Ngày lễ là chỉ có làm cái này thì mới vui thôi, còn nếu mà không có cái này thì không có cái gì mà vui cả. Hai cây gỗ con để đập vào nhau là cục, làm sao thì có được cái tiếng là tiếng nhạc. Còn là con nứa thì nó tiếng xoang, cóc, nó rõ hơn. Nó có những cái tiếng nên trở thành cái nhạc. Cắc cùng. Nó tạo ra một cái như kiểu là một cái dàn nhạc tự nhiên vậy. Có tre nữa là không làm được gì cả. Sinh ra, lớn lên, rồi đến khi chết cũng phải nhờ cây nữa. Nó gắn bó là nó có một cái gì đó, nó trở thành là linh thiêng, nó trở thành một nền văn hóa, một nét bản sắc của dân ở đây. Con người bản định là còn tre còn nữa, và tre nữa nó đồng hành cùng là cuộc sống của dân bản đình, không phải mất được.